Mẹ ơi con đói. Được, bây giờ làm ngay đi. Chào mừng các bạn đến với gian bếp nhà Ca và Cổ. Hôm nay mình sẽ chia sẻ công thức để các bạn làm ra được một cốt bánh bông lan mềm, xốp, độ ẩm vừa, lại đàn hồi tốt. Các bạn có thể ứng dụng cái công thức này làm rất nhiều loại bánh như là bánh kem trang trí sinh nhật này, bánh bông lan trứng muối này, hay là cốt của các loại bánh lạnh. Và đặc biệt là trong video này, mình sẽ nói rất kỹ các cái kinh nghiệm để nướng một ổ bánh bông lan không bị thắt eo, lõm mặt, chai bánh và đặc biệt là độ ẩm tốt, dù các bạn có bảo quản ở ngăn mát 5 ngày thì bánh của mình vẫn không hề khô. Các bạn hãy làm theo video mình hướng dẫn nha. Đầu tiên là mình sẽ nói sơ về cái công thức cơ bản của một ổ bánh bông lan. Các bạn cứ nắm cái công thức này, sau đó là tùy kích thước mình làm cái khuôn bao nhiêu thì mình sẽ tăng cái lượng lên. Đầu tiên là mình cần một trứng gà size lớn, có kích thước là khoảng 55-60g, không tính vỏ, 15g bột mì số 8, 1g bột cút tạc, 2g bột bắp, 18g đường mịn, 12g dầu ăn hoặc là bơ. Các bạn nên sử dụng dầu gạo hoặc là dầu hướng dương chứ không nên dùng dầu ô liu nhé. 10g sữa tươi không đường để lạnh, 0,25g baking powder, 0,25g vani dạng nước, 0,25g cream of tartar. Nếu như không có cream of tartar thì các bạn có thể thay bằng một vài giọt chanh, nhưng mà mình vẫn khuyên nên dùng cream of tartar, bởi vì chanh thì nó chỉ làm cho cái lòng trắng trứng nó chín thôi chứ nó không có tác dụng ổn định như là cream of tartar. Và 0,25g muối. Bây giờ thì mình sẽ nói đến vấn đề chuẩn bị khuôn. Khuôn 14cm thì các bạn dùng 3 trứng, 16cm thì dùng 4 trứng. Nói chung là cứ tăng giảm 2cm thì tăng giảm 1 trứng. Cứ dựa vào công thức mình vừa chia sẻ là các bạn tính ra nha. Các bạn nên sử dụng khuôn nhôm Việt Nam gia công thì bánh mình bắt nhiệt sẽ tốt hơn. Và chú ý là không cần phải chống dính ở thành khuôn, mà các bạn chỉ cần phải lót một cái miếng giấy chống dính ở dưới đáy khuôn thôi. Không cần phải chống dính thành khuôn nha các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái bánh khuôn 22cm và mình sẽ dùng 7 trứng. Bây giờ mình sẽ bắt tay và thực hiện cái bánh của mình ha. Đầu tiên là các bạn sẽ đi tách lòng đỏ trứng và lòng trắng trứng nhé. Đối với trứng gà mà các bạn mới mua thì nó sẽ hơi khó tách một chút. Các bạn muốn dễ tách thì các bạn cứ để trứng vào tủ lạnh. Qua một ngày là cái lòng đỏ của mình nó sẽ chắc hơn, thì khi đấy các bạn sẽ tách lòng trắng, lòng đỏ sẽ dễ hơn. Lưu ý là tuyệt đối không được để lòng đỏ bị bẻ rồi vãi vào lòng trắng nha. Vì khi mà trong lòng trắng có dính lòng đỏ thì khi mình đánh trứng nó sẽ không bông được nha các bạn. Các bạn chọn được cái trứng gà mà nó tươi mới mà cái lòng đỏ của nó đỏ thì khi bánh của mình ra nó sẽ đẹp hơn. Sau đấy các bạn sẽ đem bột mì và bột cút tạc đi rây qua rây nhé. Bột mì, bột bắp và bột cút tạc mình sẽ rây qua rây để cho bột nó mịn. Sau khi rây bột xong thì mình sẽ đi đun nóng cái dầu ăn hoặc là bơ. Hôm nay trong công thức này mình sẽ sử dụng bơ, sẽ giúp cho bánh của mình nó thơm và béo hơn là dùng dầu ăn. Các bạn chỉ đun bơ đạt đến khoảng 80 độ C thôi nhé. Tức là bơ của mình tan chảy ra là được rồi, chứ không cần phải đun sôi xì xịch bơ lên đâu nha các bạn. Sau khi mà bơ của mình đã tan chảy hết rồi á, thì mình sẽ lập tức đổ ngay vào hỗn hợp bột. Nó sẽ phát ra cái âm thanh tiếng xèo xèo các bạn ạ. Lúc này các bạn nhớ là dùng phới dẹt để mà trộn bột nhé. Bởi vì nếu như các bạn dùng phới lồng á, thì và các bạn khuấy mạnh tay á, thì nó sẽ tạo ra cái làm cho kích thích cái sự hoạt động của cái sợi gluten ở trong bột mì. Kích thích nó hoạt động sớm á, thì khi mình nướng ở trong lò thì bánh của mình sẽ bị có thể là sẽ bị chai bánh hoặc là có thể là sẽ nở không tốt.
Sau khi mà hòa tan bột với cả bơ xong thì các bạn sẽ đổ ngay lập tức đổ sữa tươi không đường mà đã để lạnh vào nha các bạn. Với cái cách hồ hóa bột như vậy á, thì sẽ giúp cho bánh của bạn giữ được độ ẩm lâu hơn. Với cách làm này sẽ làm cho bánh bông lan của bạn giữ được độ ẩm lâu hơn nha các bạn. Và lưu ý là mình sẽ dùng phới dẹt chứ mình không dùng phới lồng lúc này nhé. Sau khi mà các bạn đã hòa quyện hết bột mì và sữa rồi á, thì các bạn sẽ đổ từ từ lòng đỏ vào đây. Khi mà đổ lòng đỏ vào thì các bạn chỉ lưu ý là chỉ cần trộn đều lòng đỏ vào với cả hỗn hợp bột thôi, chứ không cần phải đánh bông lòng đỏ lên đâu nha các bạn. Chỉ cần trộn đều lòng đỏ vào hỗn hợp bột thôi. Như vậy thì sẽ không làm cái kích hoạt cái sợi gluten ở trong bột mì, nó hoạt động sớm quá thì sẽ làm cho bánh của mình dễ bị chai hoặc là làm bánh của mình bị khô mặt bánh nhé. Các bạn chỉ cần hòa quyện lòng đỏ vào với cả hỗn hợp bột thôi là được. Không cần phải là đánh lòng đỏ lên quá là lâu với cả quá là kỹ nha các bạn. Mình sẽ từ từ trộn hết số lòng đỏ của mình. Vì là trong hỗn hợp bột của mình có để cái bột cút tạc ấy, bột trứng cút tạc ấy, nó có màu, cho nên là cái hỗn hợp bột của mình màu vàng rất là tươi. Sau khi trộn xong hỗn hợp bột thì mình sẽ đi đánh lòng trắng trứng. Phần này là một phần rất là quan trọng. Mình sẽ bỏ muối và bỏ muối vào cái hỗn hợp lòng trắng trứng nha các bạn. Rồi các bạn đánh ở cái nấc thấp nhất thôi. Các bạn đánh ở nấc thấp nhất đến khi mà khoảng 5 giây đến 15 giây á, thì các bạn thấy nó nổi cái bọt khí bọt trắng mịn ấy, thì các bạn sẽ cho cream of tartar vào. Các bạn cho cream of tartar vào đánh thêm khoảng 15 giây thì các bạn sẽ tiếp tục cho đường và vẫn để máy ở tốc độ thấp nha các bạn. Và chỗ đường này mình sẽ chia ra làm 3 lần. Mỗi lần cho đường mình sẽ cách nhau 15 giây. Các bạn nhớ mình cứ thực hiện đúng cái nguyên tắc này thì không bao giờ mà các bạn fail được. Bởi vì với mình ấy thì đánh lòng trắng trứng quyết định tới 70% khả năng thành bại của cái món bánh bông lan này đấy các bạn ạ. 30% còn lại là ở việc nướng bánh và trộn hỗn hợp lòng đỏ. Sau 15 giây mình tiếp tục cho đường lần 2 và mình lại đếm từ 1 cho đến 15 giây nha các bạn. Hoặc các bạn nào có cái đồng hồ bấm giờ ấy, thì để cái đồng hồ bấm giờ kế bên để mình nhìn cho nó chính xác. Hết 15 giây mình lại tiếp tục cho đường lần 3. Sau khi cho đường lần 3 xong thì các bạn sẽ tăng tốc độ máy của mình lên ở tốc độ trung bình và các bạn đếm đúng 2 phút. Các bạn nhớ là để tốc độ máy ở mức độ trung bình thôi nha. Còn các bạn nào mà dùng máy cầm tay ấy, máy đánh trứng cầm tay ấy, thì các bạn tăng tốc lên mức độ gần lớn nhất. Bởi vì máy đánh trứng cầm tay thì nó yếu hơn cái máy đánh trứng để bàn này. Thì các bạn sẽ tăng tốc độ lên gần lớn nhất. Ví dụ như là có 5 nấc thì các bạn để ở nấc số 4 nha. Còn đối với mình dùng máy đánh trứng để bàn á, thì mình để ở mức trung bình và đánh trong vòng 2 phút là sẽ đạt đến cái độ bông vừa đủ để mà trộn vào hỗn hợp bột lòng đỏ. Các bạn nhớ là khi chúng ta đánh được cái chóp mềm là các bạn dừng nha. Mình thấy cái hỗn hợp lòng trắng trứng của mình nó bóng á, và khi mình kéo cái lồng lên á, cái phới lồng đánh trứng lên á, thì nó hơi ngoặt xuống một chút xíu, thì tức là cái lòng trắng của mình đã đạt. Mình không nên đánh quá lâu khiến cho lòng trắng trứng bị khô. Thì khi mà mình trộn vào hỗn hợp bột á, nó sẽ rất là khó trộn, khiến cho mình phải trộn lâu, trộn kỹ thì nó sẽ bị bể hết những cái bọt khí để tạo cho cái bánh của mình bị là được xốp á, nó sẽ bị bể hết. Thì khi mình nướng bánh sẽ bị chai bánh. Đây là cái mà mình rất hay mắc phải
Hồi trước khi mà mình chưa hiểu được cái kỹ thuật làm bánh bông lan á, thì mình rất hay bị sai bánh vì cái bước này đấy. Và mình lưu ý nữa với các bạn là khi mà mình bắt đầu đánh lòng trắng á, thì các bạn đừng vì sốt ruột mà đánh ở tốc độ lớn ngay từ ban đầu khởi động cái máy của mình để đánh lòng trắng nha. Vì như thế nó sẽ tạo lên bọt khí ảo, giống như là bông ảo vậy đó. Vì cái hỗn hợp trứng của mình bị xen quá nhiều không khí vào, khiến cho bánh khi mà mình trộn vào hỗn hợp bột nó sẽ bánh của mình nó sẽ không được mịn này, nó có nhiều bọt khí ở trong cái bánh này, và cũng là một cái phần làm cho cái bánh của mình bị chai bánh đấy các bạn ạ. Bây giờ thì đã hết 2 phút và lòng trắng trứng của mình đã đánh xong. Các bạn hãy nhìn cái chóp của mình nó hơi ngoặt xuống nha các bạn. Đấy, đây là cái, và các bạn úp ngược cái thố đánh trứng, lòng trắng trứng của mình không hề bị đổ ra và nó rất là bóng. Bóng và cái chóp của cái kem của mình nó hơi ngoặt xuống một chút xíu, tức là các bạn đã đạt rồi. Bây giờ mình sẽ chia cái hỗn hợp lòng trắng này ra làm 4 và trộn vào hỗn hợp bột nha các bạn. Nãy giờ mình mãi quay clip á, vừa quay vừa làm á, cho nên là cái hỗn hợp bột của mình nó hơi bị khô rồi. Nên các bạn hãy lưu ý cái việc này nha. Nó hơi bị khô khiến cho mình khó trộn hòa quyện vào với lòng trắng hơn. Thì nếu như các bạn làm mà không nhanh tay ấy, thì mình khuyên là mình cứ đánh lòng trắng xong đi, rồi mình mới quay sang mình làm cái hỗn hợp bột với lòng đỏ này cũng được. Như vậy thì mình sẽ tránh bị tình trạng làm khô cái lòng đỏ, cái hỗn hợp bột lòng đỏ. Sau khi mà mình đã trộn xong hết 4 lần lòng trắng vào lòng đỏ, thì các bạn như cái khuôn mình đã chuẩn bị hồi nãy á, là mình đã lót giấy chống dính rồi. Các bạn sẽ để cái hỗn hợp bột của mình ngang tầm mắt và mình đổ vào trong khuôn nha. Rót từ trên cao rót xuống giống như là mình rót trà vậy đó. Làm như vậy thì sẽ vỡ hết những cái bọt khí mà dư thừa, thì cái bánh của mình nó sẽ mịn màng. Hồi nãy mình chuẩn bị công thức cho khuôn 22cm, tức là 7 trứng, nhưng mà mình lại đổi lại, mình sử dụng khuôn 20cm, cho nên là còn dư một ít bột. Thì mình sẽ đổ vào mấy cái cupcake để mà nướng, chút xíu nữa mình cho các con mình ăn. Cái bột mà mình đổ vào trong khuôn á, thì nó phải cách cái mặt khuôn chừng khoảng 2cm nha các bạn. Các bạn đừng đổ đầy quá vì cái bánh của mình nó còn nở lên nữa nha. Không nên để nó cao quá, vì như vậy thì nướng nó sẽ dễ bị nứt mặt bánh của các bạn nhé. Bây giờ mình đến khâu nướng bánh này. Nếu như mà công thức hay thì sẽ cho ra một cái bánh ngon, nhưng mà nếu như mà nướng bánh đúng thì sẽ cho ra một cái bánh mà vừa ngon mà vừa đẹp. Thì cái khâu nướng bánh này rất là quan trọng. Các bạn cần phải làm nóng cái lò của mình trước 15 phút. Và đối với lò gia đình thì các bạn set nhiệt là 160 độ C. Còn đối với lò sàn thì các bạn set nhiệt là 130 độ C lửa trên, 170 độ C ở lửa dưới. Đặt bánh ở rãnh dưới cùng từ dưới lên nha các bạn. Và nếu như mà bánh của bạn có hiện tượng nứt mặt bánh ấy, thì sau khi nướng được khoảng 30 phút ấy, thì các bạn nhớ lấy giấy bạc che đi. Bởi vì nhiều khi mình là cái lò gia đình ấy, thì cái thanh nhiệt phía trên của mình nó sát với cái bánh quá, khiến cho bánh của bạn bị xém hoặc là bị nứt mặt nha. Và các bạn lưu ý là tuyệt đối là mình không lấy dao để mà dọc bánh. Vì việc lấy dao để mà dọc cái thành bánh ấy, nó sẽ khiến cho bánh của mình bị thắt eo nha. Sau khi lấy ra khỏi lò, các bạn chờ nó nguội 5 đến 10 phút, thì các bạn sẽ nghiêng cái khuôn bánh và gõ nhẹ xuống mặt sàn để cho cái bánh của mình nó tự động dốc ra khỏi khuôn nhé. Tùy vào cái bánh lớn hay nhỏ mà cái thời gian nó lâu hay mau. Trung bình cái bánh 20cm thì các bạn nướng khoảng 60 phút. Cái bánh tầm 14-16cm thì các bạn nướng khoảng 50-55 phút. Còn đối với bánh 22cm thì các bạn nướng khoảng 60-70 phút nha. Và đây là bánh của mình sau khi đã nướng được 10 phút. Bánh bắt đầu nở. Còn mấy cái bánh cupcake thì đã nở tưng bừng rồi.
Và đây là bánh sau khi đã nướng được 30 phút, bánh đã nở cao và mặt bánh màu vàng rất là đẹp rồi. Các bạn sẽ lấy giấy bạc để che mặt bánh lại nếu như mà không muốn bánh của mình đã bị nứt nha. Sau khi che giấy bạc thì mình nướng tiếp mà số thời gian còn lại nha. Như cái bánh của mình là mình sẽ nướng bánh 20cm, mình sẽ nướng 60 phút, vậy là mình còn 30 phút nữa. Sau 30 phút mình lấy bánh ra khỏi lò để bánh nguội chừng khoảng 5-10 phút thì mình sẽ vỗ nghiêng cái bánh, đặt nghiêng cái bánh, lót cái khăn, đặt nghiêng cái bánh và vỗ nhẹ xuống dưới bàn để cho cái bánh nó dốc ra khỏi khuôn nha. Sau đó là mình sẽ hong bánh ở trên một cái ranh để cho bánh nguội hẳn và mình sử dụng. Vậy thôi. Các bạn tuyệt đối lưu ý là không lấy dao dọc bánh nha. Đó. Nếu như các bạn lấy dao dọc bánh thì sẽ làm cho cái bánh của mình, hoặc là đổ bánh ra khi mà bánh vẫn còn đang nóng á, thì bánh của mình rất dễ bị thắt eo. Các bạn chỉ cần để nguội chừng khoảng 5-10 phút thôi. 5 cho đến 10 phút là bánh nó đã nguội bớt đi rồi. Thì như vậy các bạn hãy dốc ra khỏi khuôn. Như vậy bánh sẽ không bị sốc nhiệt và sẽ không dẫn đến tình trạng bị thắt eo. Bánh nướng đủ thời gian thì sẽ không bao giờ lo bị lõm mặt nha. Thường là bánh lõm mặt là do bánh chưa chín, hoặc là bánh nướng lửa cao quá cho nên là nó chín bên ngoài nhưng bên trong nó chưa chín hết. Bánh của mình đây là bánh mới làm ra, mới đổ ra khỏi khuôn được chừng khoảng 15-20 phút đấy, mà bánh đã đàn hồi rất là tốt rồi. Bánh vẫn còn hơi ấm ấm, chưa nguội hẳn mà nó đã đàn hồi rất là tốt rồi. Như các bạn đang nhìn trên hình ảnh là bánh mình mới nướng ra lò được khoảng 15 phút đấy ạ. Cứ tuân thủ đúng những cái nguyên tắc mà mình đã chỉ ra cho các bạn ở trong video này thì đảm bảo là các bạn sẽ không bao giờ còn phải lo đến việc là bánh chai, bánh bị chai hay là bánh bị lõm mặt nữa. Với cái cách thức làm này á, và cách hồ bột như vậy á, thì sẽ giúp cho bánh của mình có cái độ dai nhất định. Vì trong công thức mình có sử dụng bột bắp, và với cái cách mà làm nóng cái bột mì lên như vậy á, thì giúp cho bánh của mình có cái độ ẩm, giữ được cái độ ẩm lâu hơn. Và các bạn an tâm là có thể để ở trong tủ lạnh, tủ mát á, 5 ngày thì bánh vẫn rất là mềm, xốp chứ không hề bị khô. Bánh bông lan mình có thể làm sẵn và bọc kín, thật là kín, cất trong ngăn đá, bảo quản được 3 tháng nha các bạn. Chúc các bạn thành công với món bánh bông lan mà hôm nay mình chia sẻ. Hy vọng là các bạn sẽ share cho mình thấy cái kết quả mà các bạn làm ra trong fanpage của K&Co Kitchen hoặc là dưới comment của kênh YouTube K&Co Kitchen nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Xin chào!